thần tiên rồi. Chắc lại là mấy cái vùng đất xến xố chứ gì. Bạn sai rồi, đó là một vùng đất đầy hương hoa và bướm bướm. Thấy ghê. Thôi mấy đứa chơi, nhớ canh giờ về nhà đó nghe. Thôi mà, vào chơi với mình xíu đi, lâu lâu mới được tới tham quan một lần chứ bộ. Thôi được rồi, chút xíu thôi nha. Ở đây hoa nào cũng đẹp hết, lại còn thơm nữa, thích quá à. Ê, thôi đi, thôi về, đi. Ở đây chán quá à. Cũng gần tối rồi đó. Thơm quá à. Mà thôi mấy bạn về đi, mình không về đâu, mình muốn ở đây chơi hoài luôn. Thôi mà, hồi nãy ba mình dặn là nhớ canh giờ về rồi mà. Thôi được rồi, nhưng mà thơm quá. Mình sẽ lấy bông hoa này để làm kỷ niệm. À, thơm quá à. Ngửi thử đi, thơm không? À, thơm thiệt á. Mà thôi, đi về, đừng có mà đánh trúng lãng nha. Bông hoa này là từ vùng đất thần tiên đó. Đâu đâu, cho mình hít thử xem thơm không. Hôi quá à. Ủa, sao kỳ vậy? Hả, hôm bữa thơm lắm mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Vì bạn ích kỷ, muốn chiếm lấy hương thơm dễ đẹp cho riêng mình mà ngắt mình ra khỏi gia đình. Đã vậy thì mình sẽ cho bạn nếm mùi. Thì ra là như vậy. Đúng là mình chỉ nghĩ tới bản thân khi muốn khoe khoang bông hoa đẹp với những bạn khác, mà không nghĩ tới cảm xúc của các bạn. Và cả việc ngắt hoa là hành động thiếu văn hóa nữa. Mình xin lỗi, sau này mình chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa đâu. Một lát mình sẽ nhờ ba đốm chở ra vùng đất thần tiên, trả bạn lại với gia đình nha. Mình rất vui vì cuối cùng bà cũng nhận ra được một bài học. Hi hi hi.